một chiếc điện thoại sang, một chiếc điện thoại đẳng cấp bao giờ cũng là đẳng cấp từ tất cả mọi chi tiết, vỏ hộp, chất liệu tạo nên nó là đồ cao cấp, giá trị. Thì vấn đề bảo mật là một vấn đề đặt lên hàng đầu. Với hệ điều hành riêng biệt hoàn toàn không dùng với sản phẩm điện thoại nào khác trên thị trường. Kỳ Lăng trân trọng kính chào tất cả quý khách đến với Kỳ Lăng Luxury. Hôm nay, một chủ đề mới trong sản phẩm điện thoại Kỳ Lăng muốn được giới thiệu với tất cả quý khách, đó chính là chiếc điện thoại XOR. Và như chúng ta đã biết, trong quá trình lịch sử hình thành ngành điện thoại thì một trong những dòng điện thoại xa xỉ nhất trên thế giới này đó chính là điện thoại Bluetooth. Và quay trở lại hơn 17 năm về trước thì sự trở lại của ông Hutchinson, cựu thiết kế về hãng điện thoại Bluetooth, đã quay trở lại với các cộng sự của mình để tạo ra một dòng sản phẩm mang sự đột phá mới về kiểu dáng cũng như về độ sang trọng đẳng cấp đỉnh cao mới, đó chính là XOR, điện thoại XOR. Và sản phẩm XOR này là sự kết hợp giữa các chi tiết linh kiện của những vật liệu quý giá, đắt đỏ và chất lượng như là Sophia Titan. Và bây giờ để không làm mất thời gian của quý khách, Kỳ Lăng xin được phép tháo hộp chiếc điện thoại XOR này ra và Kỳ Lăng sẽ đi sâu vào chi tiết, từng chi tiết. Em tháo giùm anh nha. Một chiếc điện thoại sang, một chiếc điện thoại đẳng cấp bao giờ hộp thiết cũng đẹp và rất là sang trọng. Wow, một chiếc điện thoại sang, một chiếc điện thoại đẳng cấp bao giờ cũng là đẳng cấp từ tất cả mọi chi tiết, vỏ hộp. Khi chúng ta mở hộp ra cũng là một sự huyền bí và sang trọng. Rồi, đây là chiếc điện thoại. Với những chi tiết cấu tạo nên nó là Sophia nguyên khối nè và Titan. Thì như chúng ta đã biết, Titan là một trong những thành phần kim loại cứng nhất trên thế giới và có độ nhẹ và siêu bền. Bởi vì vậy, trong các ngành siêu xe cũng như là máy bay, họ chọn Titan để làm những sản phẩm cao cấp đó. Và Sophia thì chúng ta cũng biết rằng nó cũng có độ cứng rất là cao và siêu bền, cùng với độ sáng bóng đẹp và chống trầy xước gần như là tuyệt đối. Và bây giờ em hãy lấy chiếc điện thoại ra để chúng ta coi mặt sau cũng tỉ mỉ chi tiết, từ cách chọn da handmade thủ công của hãng Da B. Rồi em quay lại một vòng tranh xem body đằng sau. Sự tinh tế nằm ở cái logo của họ nè, rất là sắc nét và đẹp. Và ý nghĩa logo này nó cũng là một cái đề tài mà chúng ta cần phải biết về nó. Và đề tài ý nghĩa logo show này thì đang sẽ làm một clip riêng để đi sâu vào và những option sắp tới trong clip tiếp theo. Bây giờ Kỳ Lăng sẽ đi cận cảnh chi tiết về những góc cạnh của chiếc điện thoại XOR này. Với kiểu dáng sang trọng và từ thời với tu rồi, ông Hutchinson này đã cùng với cộng sự của mình để tạo nên một phiên bản mới hoàn toàn. Đó là về độ cong, độ đẹp, đường nét uyển chuyển. Và đặc biệt nhất của chiếc điện thoại này, ngoài kiểu dáng đẹp, chất liệu tạo nên nó là đồ cao cấp, giá trị, thì vấn đề bảo mật là một vấn đề đặt lên hàng đầu. Bởi vì như chúng ta đã biết là xã hội nay với công nghệ phát triển vượt bậc thì rất nhiều điện thoại smartphone thông minh phục vụ cho chúng ta rất nhiều những cái tiện ích trong cuộc sống. Đó cũng là một cái điều bất lợi cho những người làm việc bảo mật. Một chiếc điện thoại thông minh thì ẩn chứa rất nhiều nguy cơ bảo mật an ninh tiềm ẩn. Vì vậy, để mà thuận tiện trong việc bảo mật dữ liệu nội bộ với nhau thì chúng ta nên dùng một chiếc điện thoại XOR này với hệ điều hành riêng biệt hoàn toàn không dùng với sản phẩm điện thoại nào khác trên thị trường. Và nó có tính năng là kết nối nội bộ với nhau, chỉ có XOR làm được điều đó. Và sắp tới đây sẽ ra mắt phiên bản XOR2 và Kỳ Lăng đã có được một số lượng sản phẩm nhất định để phục vụ quý khách. Với công nghệ có tính năng Wi-Fi và kết nối một lúc
nhiều máy hơn phiên bản X1, và đặc biệt là thời lượng pin cũng lâu hơn, chung cũng ấm hơn và nghe gọi tuyệt vời hơn, với lọc sóng âm rất tốt, tạo cảm giác nghe gọi thoải mái, không gây đau tai cũng như là khó chịu khi nghe nhiều. Và một điều mà hầu như mọi người để ý sẽ thấy được nữa là với một chiếc điện thoại chuyên phục vụ cho nghe gọi thôi, thì cầm một cái điện thoại như thế này rất là vừa tay, nhẹ, rất là nhẹ. Và mình khi mình đàm thoại lâu á, một chiếc điện thoại smartphone to nặng mình cầm sẽ mỏi tay và gây mệt mỏi. Nhưng chiếc điện thoại này là chiếc chuyên phục vụ cho nghe gọi, vừa bảo mật, vừa nhẹ, vừa gọn, vừa sang trọng, thích hợp trong tất cả những chiếc ô tô sang hiện nay. Một chiếc ô tô sang hiện nay mà bỏ một chiếc điện thoại sang như thế này vào thì nó là hợp lý. Chúng ta đã biết là một bức tranh quý trong một cái phòng thì phải đi kèm với một bộ bàn hợp lý, theo tính chất gọi là tương đồng với nhau về giá trị. Không thể một trong phòng một bức tranh đẹp giá 1 triệu đô mà bỏ một cái bàn vài trăm nghìn được. Đó là cái điều mà Kỳ Lân muốn gửi gắm với quý khách, là những sản phẩm cao cấp đẳng cấp nó cũng vậy. Đối với một chiếc xe siêu xe sang trọng mà đi với một chiếc điện thoại để chuyên phục vụ nghe gọi, chỉ nghe gọi những chiếc điện thoại phổ thông trước đây thì nó không xứng đáng. Bởi vì bên cạnh việc phát triển của ngành smartphone thì ai cũng có rồi, và bắt buộc Kỳ Lân để ý thấy là hầu như ai cũng xài hai cái điện thoại, và một cái điện thoại để chuyên nghe gọi, một cái để chuyên lướt web làm việc, chơi game gì đó, thì bắt buộc phải chọn một cái điện thoại phổ thông. Và một chiếc xe sang thì không thể chọn một chiếc điện thoại đập đá cùng gạch bình thường kia được. Tức là thiết kế theo phong cách phổ thông nhưng mà kiểu dáng và hình thức chất liệu nó là một chiếc điện thoại sang trọng để phù hợp. Và chúng ta đi chi tiết tiếp, là đây là phần da. Da B này là da B chọn lọc của hãng, và chúng ta dùng một thời gian không thích da này, mình có thể thay thành da khác, hoặc là chúng ta có thể nâng cấp option lên là bản da cá sấu, tùy theo nhu cầu và sở thích của mỗi người dùng da gì. Và chúng ta sẽ khởi động cho quý khách xem. Khởi động thì mình cũng khởi động bên hông nha, nhấn bên hông giữ nguồn vài giây nó lên chữ XOR và mình đợi đến khi nó hoàn tất khởi động. Thì trước đây thì Vitu là một trong những siêu phẩm mà ở thế giới, những ngôi sao Hollywood, những công tử nhà giàu, những hoặc là những người siêu giàu họ tìm đến, họ chọn. Thì bây giờ với sự xuất hiện của XOR đã tái hiện được điều đó, với công nghệ phù hợp theo nhu cầu của thị trường cũng như là xu hướng của xã hội, với những cái chất liệu tạo nên là những cái xa xỉ và tính năng thì phục vụ cho sự bảo mật. Vâng, và như vậy là video clip đến đây xin được phép kết thúc. Kỳ Lân cảm ơn quý khách đã dành thời gian quý báu của mình để ủng hộ cũng như xem clip của Kỳ Lân. Và có rất nhiều những siêu phẩm về XOR, cũng như hồi nãy Kỳ Lân có nói là clip sắp tới, trong thời gian tới, Kỳ Lân sẽ thực hiện về chi tiết về hãng XOR này, cũng như là về vì sao có sự logo này và phiên bản logo nó có bao nhiêu sự thay đổi, cũng như là XOR có bao nhiêu phiên bản, thì Kỳ Lân sẽ đi chi tiết vào những phiên bản đó. Và ví dụ như là đây là XOR Classic, thì còn bản XOR Ebony, XOR Midgold, XOR Full Hoàn Khối, và bản da cá sấu, vân vân. Nói chung là Kỳ Lân sẽ đi chi tiết và những sản phẩm đẳng cấp đỉnh cao khác trong những clip sắp tới luôn. Vì vậy quý khách hãy đăng ký subscribe kênh YouTube này, cũng như là like theo dõi trang fanpage này để mà cập nhật những video đó cùng Kỳ Lân nhé. Hoặc truy cập trực tiếp vào website kylanluxury.com để xem những mẫu mới nhất Kỳ Lân sẽ luôn luôn update. Hãy gọi cho Kỳ Lân số hotline 0901 247 247, và số này có cả Zalo, Kỳ Lân sẽ gửi những mẫu mới nhất vào Zalo cho quý khách. Kỳ Lân cảm ơn và chào tạm biệt. Hẹn gặp lại tất cả quý khách ở những clip tiếp theo.